Vâng các bác ạ, thật sự ở cái tầm tiền hơn 100 triệu thì tội gì các bác phải đi Vios làm gì. Trong khi đó Vios ở cái tầm tiền này thì chắc chắn rằng 100% là những chiếc xe đã qua dịch vụ taxi. Và form dáng của nó thì không thể đẹp bằng con xe này được, em nói luôn. Nhưng với cái tầm tiền hơn 100 triệu anh em lại sở hữu được một chiếc xe gia đình chất lượng như thế này. Anh em thấy thế nào? Vâng, ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em một chiếc xe Daewoo Nacity SE nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, phiên bản số sàn, máy của nó là 1.6. Một chiếc xe với cái form dáng của nó cực kỳ đẹp. Bạn xe thì cũng vừa mua về xong, vừa mới rửa nước lã xong. Đấy, nhiều chỗ nó còn xước sát như này, em còn mặc kệ này. Nói chung là xe cũ không tránh được. Đấy, bác nào mua thì em thích em làm cho tôi. Đấy, bà con nhé. Những cái dòng xe này thì sự với giá hơn 100 triệu mà nó có tí xước sát thì nó không ảnh hưởng gì. Sợ nhất là nó đâm đụng tai nạn lộn nhào thôi. Chứ còn với con xe này thì em nói thật với các bác này, nó quá là đẹp. Keo chỉ máy số zin. Để kiếm được một con xe Daewoo Nacity SE 2010 mà chạy cũng khá là nhiều rồi nhưng máy còn zin và keo chỉ zin thì hơi hiếm. Đó mà cái điều mà Tuấn Anh đang muốn hướng tới ở con xe này. Một con xe như thế này mà máy số zin, dòng xe này rất ít con máy zin. Nhưng con này máy còn zin thì anh em biết là chất lượng của nó như thế nào rồi. Tư nhân chính chủ về Quảng Ninh, em mua chính chủ luôn, về vừa về đây rửa nước lã xong là cũng lên sóng luôn cho anh em, chưa kịp về cửa hàng luôn. Đấy, gặp cái chỗ này view nó đẹp đẹp đây này. Đấy, view nó đẹp đẹp là em quay luôn. Đấy, rộng rãi quay luôn. Con này thì đăng kiểm đến tháng 7 năm 2024. Xe được trang bị hệ thống đèn LED này, đèn bi sơ lưu siêu sáng này, cộng với giải đèn LED. Riêng bộ đèn này độ lên nó rơi vào tầm khoảng 4 triệu. Đấy, cộng với lại biển số. Đấy, tất cả mọi thứ anh em thấy đây. Sơn si của nó rất là đẹp đúng không ạ? Gần như chủ đi rất giữ gìn nhá. Gần như chủ đi rất giữ gìn luôn. Và con này có một cái nó chạy là 21 vạn rồi. Con xe này chạy 21 vạn nhưng máy còn zin thì anh em biết chủ nhân chiếc xe này chạy như thế nào. Đó, anh em thấy đây, hệ thống la răng của nó này. Đấy, úi giời, những cái phần củ phanh của nó này. Đấy, la răng của nó này, la răng độ lên la răng cruise nhá. Đấy, độ lên cruise luôn. Tất cả máy gầm của nó còn nguyên zin. Đấy, xi nhan báo rẽ trên gương, gương kính chỉnh điện và gương cụp xe cộng với đăng kiểm mới. Kính zin hết nhá, kính zin từ nhà máy sản xuất luôn. Đấy, với cái tầm tiền và với cái cửa tiền mà chỉ có 168 triệu thôi thì anh em nghĩ rằng có lên mua con xe này đi hay không? Đó, có lên nghi mua con xe này đi hay không ạ? Mà anh em mua Vios ở cái tầm tiền này ạ. Vios ở cái tầm tiền này thì anh em chỉ mua được cái loại Vios Limo Taxi ra 2011-12 hoặc anh em mua bản E bản đủ thì anh em mua được khoảng tầm 209. Nhưng nó là xe taxi. Nhưng con này nó là xe gia đình sử dụng tư nhân. Anh em nào mà biết là con này dịch vụ thì em cho xe luôn. Dòng này không ai chạy dịch vụ, chỉ có gia đình thôi. Mà form dáng của nó đẹp. Tất cả hệ thống ốp đèn trước đèn sau của nó rất là đẹp này. Anh em thấy này, một con xe nó sáng, sáng rực luôn. Con này nó rất là đẹp luôn. Có cảm biến lùi phía sau luôn. Đấy, Daewoo Nacity SE nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, số sàn, máy 1.6, tư nhân chính chủ biển Quảng Ninh. Đấy anh em, những cái củ phanh của nó này rất là đẹp đúng không ạ? Còn rất là đẹp luôn. Vậy thì bà con có bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì hãy alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hôm nay 0816662386 hoặc 0971255863. Đó, đang quay, quay ở bãi này. Nhưng mà em có cửa hàng đâu. Lốp Briton rất là đẹp luôn nhá, củ phanh của chiếc của nó rất là đẹp và xịn sò. Nội thất con này thì cực kỳ ngon, con này nội thất của nó cực kỳ ngon luôn. Nội thất là ghế da nguyên bản nhá. Đấy, chủ nhân bọc thêm một bộ áo ghế bảo vệ cái ghế da này. Vô lăng này, anh em thấy vô lăng đẹp không ạ? Vô lăng này đẹp không ạ? Vô lăng đẹp không ạ? Volume tích hợp nhá, volume tích hợp luôn. Trần nỉ nguyên bản, có cam hành trình đầy đủ nhá. Trần nỉ nguyên bản rất là đẹp và rất xịn sò cho tất cả mọi người, cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nhà mình. Màn hình to cỡ lớn rất là đẹp cho quý khách hàng. Tất cả keo chỉ kính của nó còn zin hết này, keo chỉ kính chiếc là zin hết theo nhà máy sản xuất nhá bà con nhá. Đấy, vậy thì bà con các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe Daewoo Nacity SE 2010, một chiếc xe zin cả xe, không lỗi, không... tất cả mọi thứ của nó còn rất là đẹp bà con nhé, tất cả mọi thứ của nó rất là đẹp luôn ạ. Đây là nội thất phía sau này, hàng ghế thứ hai cực kỳ rộng rãi, đây là cái ghế này mình để ngửa thôi, chứ còn đâu thì nội thất của nó này còn rất là đẹp đúng không ạ? Và rộng rãi, trần nỉ nguyên bản, tất cả âm thanh loa đầu đài của nó rất là hay. Vậy thì quý khách hàng cũng như quý bà con các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về cái mẫu xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho em. Tội gì anh em phải đi Vios làm gì? Với cái tầm tiền và với cái cửa tiền của con xe này thì nó quá xứng đáng, và nó xứng đáng hơn so với những cái bác nào mà thích một chiếc xe mà gia đình sử dụng nhé. Cốp điện này, tất cả mọi thứ này. Đấy, bà con các bác chị em thấy được ạ.
hệ thống máng nước của nó rất là đẹp cho quý hàng và quý bà con, các bác chị em nhà mình. Bà con các bác chị em nhà mình nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Thanh Ô Tô Hải Phòng qua số hotline 081 666 2386. Đây, kích kiếc và lốp dự phòng của chiếc xe còn đầy đủ hết theo xe luôn nhá. Và khoang cốp của nó thì anh em yên tâm một điều là không có lỗi nước gì cả. Lốp dự phòng khá là đẹp, cốp kiếc của nó rất là rộng, đúng không ạ? Với cái tầm tiền bỏ ra có hơn 100 triệu thôi, 168 triệu thôi anh em, thì đến phần ống xả bô của nó này quá là ok cho tất cả mọi người, quá là ok cho tất cả mọi người. Các bạn thấy này, 168 triệu đồng sở hữu ngay được một chiếc xe gia đình sử dụng tư nhân 2010, một chiếc xe Daihatsu City nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, một chiếc xe rất là đẹp cho quý khách hàng. Đây, bình xăng đây. Tất cả còn rất là đẹp đúng không ạ? Bình xăng con này chỉ cần ấn vào đây cái là mở ra thôi các bạn nhé. Nếu mà khóa cửa là cũng khóa luôn cả bình xăng luôn. Không mở được luôn. Bà con nhá, đây nội thất của nó đây. Quá là yêu cho tất cả quý khách hàng và quý bà con rồi. Bà con có bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Thanh Ô Tô Hải Phòng qua số hotline 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Hệ thống kính của nó là kính zin hết bà con này. Hệ thống kính của nó là kính zin hết nhá. Đấy, bà con các bác chị em ạ, đây là một cái dòng xe rất là đẹp và rất chất lượng, đảm bảo cho anh em mua về dùng và sử dụng thì cực kỳ là yên tâm. Và đặc biệt là các bác nào mà thích cái dòng xe để chạy gia đình thì đây là một chiếc xe cực kỳ hợp lý nhá bà con nhá. Với cái tầm tiền và với cái giá tiền của nó thì khá là hợp lý để cho mọi người có thể mua. Đấy, bà con các bác chị em thấy được ạ. Tất cả hệ thống keo chỉ, đường keo led chỉ của nó còn rất là đẹp. Tất cả mọi thứ, cái khuy ốc cánh cửa của nó còn rất là xịn sò và rất ổn định cho tất cả mọi người, cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nhà mình. Vậy thì bà con các bác chị em nhà mình nào đang có nhu cầu quan tâm về cái chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Thanh Ô Tô Hải Phòng để biết được thêm thông tin chi tiết về chiếc xe này. Thì bây giờ tôi sẽ đi vào trong xe để ngồi cho nó mát một chút đã. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng là mở máy ra kiểm tra một số những option bên trong. Nội thất con này thì ok rồi, đúng không ạ? Ok rồi, volume tích hợp rồi, màn hình thì led căng Isuzu rồi, Voca rồi, đúng không ạ? Hệ thống cam lùi, camera lùi này, cảm biến lùi đầy đủ led căng luôn nhé bà con nhé. Đấy, xe đây chạy chuẩn 21 vạn không nói điêu một câu nào luôn. Mà không nói yêu luôn nhá, không tua tiếc gì cả. Tua thì chả để 21 vạn đâu, nó lần luôn cho các bạn như vậy. Với Tuấn Anh cái gì nói thật là thật đấy bà con nhá. Tua không bao giờ Tuấn Anh để 21 vạn mà Tuấn Anh chỉ để 7 vạn nói luôn cho nó nhanh. Đấy. Nhưng không, mình làm những cái điều đó làm cái gì, còn đâu có xe nó sẵn như thế nào Tuấn Anh cứ để thế thôi. Đánh giá về chất lượng xe thôi. Đấy, dây đan toàn của nó anh em thấy được, còn mới cứng cực cực luôn. Quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nhà mình nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Thanh Ô Tô Hải Phòng qua số hotline 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Xe thì có cả mặt gương chỉnh điện luôn mà con nhé. Gương cụp xòe đầy đủ hết theo xe. Với cái tầm tiền và với cái cửa tiền nó chỉ có hơn 100 triệu thôi, nhưng bà con có bác anh chị em đã có được rất nhiều thứ ở con xe này. Vâng, thứ nhất là xe lỗi ở xe gia đình sử dụng, thứ hai là xe không lỗi, máy số keo chỉ zin đại rất. Số đây, củ số đây, anh em thấy đấy, củ số đây, phanh tay đây, đèn đóm rất là xịn sò, rất là đẹp. Và đặc biệt là hệ thống trần của nó là trần nỉ nguyên bản, không có bị dơ, không bị hoen ố gì bà con nhé. Với cái tầm tiền như thế này thì em nghĩ đây cũng là một cái dòng xe mà rất đáng để cho tất cả mọi người, cũng như quý khách hàng và quý bà con của bác chị em nhà mình cùng xem và cùng đến, có thể đến trực tiếp gặp Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng để xem và mua con xe này. Nói luôn là con xe này nó quá là zin cho mọi người nhé. Thứ nhất là zin, cái thứ hai là máy gầm của nó còn đại chất, cái thứ ba là không có đâm đụng gì. Đấy, con này chạy rất là sướng luôn bà con ạ. Đấy. Riêng vào phần khoang máy hay là phần cabo chiếc xe đây anh em thấy đây. Đây là phần cabo này, tem của nó còn nguyên này, tôn mỏng tanh này. Đấy, ốc áp của khoang cabo này chưa có vặn ra làm gì cả đây. Tất cả còn nguyên hết nhá. Bộ giảm sóc này, những con ốc dụ giảm sóc này, nó còn nguyên đai nguyên kiện này. Đấy, bà con thấy đây, hai bên. Đây anh em thấy đây. Đó, cabo đây, rất xịn trợ. Một con xe gia đình, chuẩn chỉnh. Đó, ốc này, con này thì máy còn zin nguyên nhá. Đây anh em đây, ốc chân máy này còn nguyên zin. Một con xe mà kiếm được con ốc chân máy còn nguyên zin như thế này thì không phải là hiếm. Mặt ra cò đây, có một chút nó ngấm dầu, nhưng mà nó ngấm dầu theo thời gian thôi, chứ còn đâu tất cả còn nguyên zin hết này. Đây, mà còn đây, ngấm này không ảnh hưởng gì nhá. Ngấm không ảnh hưởng gì. Đó, vách máy số của nó còn nguyên zin. Đây, mà còn đây, đấy, còn đây số này. Đấy, cái ốc chân số này. Đấy, bà con thấy này. Đấy, còn nguyên rất là đẹp cho mọi người. Đầu răng, đầu sắc xi của nó không ok. Mình mới thay đến tháng 2 năm 2024 thôi. Đấy, tóm lại thì đây là một cái chiếc xe mà nó còn quá là đẹp và rất là xịn sò.
cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng. Đấy, từ những con ốc này anh em đây. Đấy. Đấy. Đấy, rất là đẹp. Nói chung là kiếm được con xe Daihatsu City nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc như thế này mà còn nguyên zin thì rất ok. Cái này hệ thống làm mát của nó còn nguyên zin nhé, hệ thống làm mát. Khi chúng ta ngồi chúng ta chạy chúng ta vút ga một tí con hệ thống róc rách róc rách. Đấy, chúng ta nghe tiếng như kiểu tiếng nước chảy ở phần trong thì chứng tỏ con này hệ thống làm mát của nó còn nguyên zin, do qua kiểm tra cũng còn nguyên zin hết mà còn nhá. Đấy, thế mới là điều mà chúng ta cần ở con xe này. Đấy, mà giá của nó thì cũng chỉ có 168 triệu thôi bà con ạ. 168 triệu mà quý khách hàng cũng như quý bà con các bác chị em nhà mình đã có được một chiếc xe Daihatsu City SE 2010. Một chiếc xe số sàn nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, máy số keo chỉ đại zin. Vậy thì quý khách hàng cũng như quý bà con các bác chị em nhà mình là đang có nhu cầu quan tâm về cái chiếc xe này mà giá có 168 triệu thôi bà con nhé. Cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nhà mình đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Tuấn Anh ô tô Hải Phòng trong suốt thời gian qua, và Duy hy vọng rằng sẽ gặp lại tất cả mọi người ở trong thời gian tới này, gặp lại ở bãi xe Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Cảm ơn tất cả mọi người nhé.